Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Map Map. Ngày hôm nay mình tìm được một cái map tên là Đại Chiến Sa Mạc ạ. PVP trong sa mạc. Ở đây là một cái làng này đấy. Một cái ngôi làng ở sa mạc này. Đại loại chúng ta sẽ phải đại chiến trong cái ngôi làng này bởi nó không biết là lát nữa bao cát thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Bồi, tôi vừa nói xong bao cát luôn này bữa. Chà chà, vừa phải đại chiến vừa phải ném bao cát nó tự nhiên như này. Cái hiển thị ID nó quá là to, nó to một cách kinh khủng luôn, nên là nó nhỏ lại một chút nha, nếu mà nhỏ lại thì sẽ hay hơn. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để bỏ like, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo Pep nhá. Rồi ok, ok, xem nào, cái bắp này bị một cái là đây đây đây, cái vấn đề nó ở chỗ là cái thông tin nó to. Alo, alo, anh em trong phòng này nghe rõ không nhở? Anh em trong phòng mới rõ thì lại cho xin cái phím bổ xem nào. Ok, thì map này có tên là PVP sa mạc. À, nhưng mà tuy nhiên là cái bảng hiển thị nó to ấy nhỉ không? Anh không? Anh em có thấy cái bảng hiển thị ID nó to, nó to kinh khủng á. Mấy nó cứ hiển thị mèo béo ID gì với tên này. Nó to đúng muốn là nhìn mà hơi mất thẩm mỹ nè. Trông nó không được đẹp mắt lắm bạn ạ, nhìn nó hơi vướng vướng nó. Mong rằng là chủ map mà có hơi được cái video này thì làm bé lại. Wow, cái khẩu súng ăn này khỏe nha. Bắn một phát là 102 máu à, với cả map này có giáp sắt nữa. Bắp này có giáp sắt các bạn ạ, có giáp sắt với cả là có gì nhỉ, có 200 máu cơ cho nên bắn không chết được ngay đâu. Ôi 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 ôi, headshot bắn ghê chua. Ây, bên ngoài bao cát bên kia, bên ngoài bao cát kìa, hai tên à chết ở dây đồ à, chết dây dương đồ này. Hello biết sao lại sọc ăn à, né bắt cua né lên ấy à, kê ôi ôi đông ơi thôi đông quá à, bị kẹt rồi. Ui giời, nhanh tay bờ mẹ peo. Ui giời ơi, nhanh cái tay sẽ bờ mẹ peo được. Cái okay, mưa chết là hồi sinh cũng căng căng bạn ạ. Căng căng đấy. Chết mất giáp à, chết là mất giáp nha. Ok nha, hiểu vấn đề nha. Bình tĩnh nào, ok. Thôi tìm mình áp ca, ủa sao tìm mình áp ca này. Ok. Anh em tìm mình béo áp ca rồi. Để mình béo cái tim à. Chết mất rồi, ôi, cẩn thận nha. Run cắt bứng công kìa anh em ơi. Con run bứng cắt tấn công kìa. Cẩn thận nha, run cắt thì công nha, vừa bắn nhau vừa né à, vừa phải bắn nhau vừa phải né run cắt à, ghê thế nhờ. Cái bắp này chúng ta lại vừa phải bắn nhau lại vừa phải né run cắt à, chứ ghê bướm phết bạn ơi. Ai chả ui sao ôi, như team mẹ béo không bắn à, team mẹ béo thì có mỗi mình bắn mà ạ. Có mỗi mình chơi sao á, mẹ bạn kia đâu rồi. Bởi kỳ đâu quá, không thấy bạn ạ. Mới mình nó chơi này. Bởi anh em đâu rồi, anh em team đỏ đâu hết rồi. Toàn thấy đâu đâu bạn ạ. Đây, một con hùng hoang dã thế này. Mình cũng thấy bạn ơi. Mà cái bắp này bị một cái là mỗi lần chết là đồ phải reset đồ lắm. Mỗi lần chết là phải lấy súng xong rồi reset lại đồ. Nó khá là nhằm cả cái bọn dê dương lúc này. Nó bị dê dương các thứ này, rất là nhiều dương bạn ạ. Xong lát nữa nhiều dương quá, nhiều khi bị đường bị kèm rất là lát. Bắp này có khá là nhiều vấn đề nữa, cần phải giải quyết đấy. Rất là nhiều dương, bắp lần chết là đúng dương này. Ô, có cái trò hay này. Ê, anh vừa nghĩ trò hay nha. Ê, Linh ơi, Huy ơi. Huy ơi, chỉ ở đây hay à, mặt nhau từ người mặt nhau nha, Huy ơi. Ở đây chỉ ấy, đứng lên sau lưng anh. Ê, trò này hay, trò này hay nha. Anh vừa nghĩ trò này hay lắm này. Bang ở team hồ sinh team vàng này. Từ đi 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 từ từ đi bắn rồi anh cho là hay, cho là hay những cho hay này anh bớt cho là hay nha nè, chấp bắn luôn nè. Nhìn đây em nhìn đây linh sao nhìn linh ơi sao nhìn này em nhìn này bỏ bắn đây bắn đưa nào. Ô ủa bắn đi đâu, bắn đi đâu ảo vậy. Ủa ôi một nằm trong cái lều vẫn bắn được ảo vậy. Ủa giờ mình biết là nằm trong lều vẫn bị bắn nha, ảo nha. Ủa à bơi, tôi tưởng nằm trong lều là che chứ. Ok kìa, ô thì hóa ra là nằm trong lều vẫn bắn được bạn ạ. Có hiện tên nữa từ mà trốn trong lều hiện tên ta bị như à biết hiện tên à bắn vẫn bắn ờ vẫn bắn thế là không ngon ở
quan trọng hiện tên kìa. Nếu mà cái map này không hiển thị tên á, đấy, cái map này mà không hiển thị tên thì nó còn đỡ chứ, kiểu như là đứng không hiển thị tên thì nó còn đỡ bạn ạ, kiểu như là không ai biết mình trong lều ấy thì còn được. Chứ hiện tại là biết mình trong lều thì nó hơi căng. Đó, kiểu biết nhau trong lều rồi thì bắn khá là dễ bạn ạ. Cái map này không, cái map này mỗi lần chết lại phải lại đồ, mỗi lần chết hồi sinh lại lại đồ, nó khá là lằng nhằng lúc này, lại phải lấy đồ ra khỏi dưa, nói chung nó khá là phức tạp. Cho nên đánh giá map này không hay anh em ơi, ra map khác anh em ơi, map này không giòn, cái map này nó có nhiều lỗi lắm. Cái đường này một đống dương này, nó lát bạn này, một đống dương không, một đống dương luôn, toàn dương này, chết là có dương này, chết là có dương này, xong chưa kể là phải lấy lại đồ, nó khá là lằng nhằng. Cái map này thật ra là chơi cũng được nhưng mà tuy nhiên nó không hay. Đây, thật ra mình còn tìm được một cái map nữa có tên là đại chiến thì đại chiến cây cổ thụ này, nói chung có vẻ nó khá là uy tín bạn ạ. Không biết là chơi nào, thử xem cái đại chiến cây cổ thụ như nào nhá. Đó. Mình thấy ô. À, map này map gì? Chào mừng bạn ơi, map The Pit à. Map thì là PvP kiếm. Ôi chết rồi, PvP kiếm thế này thì nó dễ bị kiểu như PE lợi thế lắm bạn ơi. Ok không sao, để mình bảo các bạn. Có gì mình sẽ bảo các bạn là không xài. Ơ nhìn anh em. Alo. Alo. Anh em trong phòng là nghe rõ không? Không dùng góc nhìn thứ ba nha. Cái map này là map PVP cận chiến cho nên là không có xài góc nhìn thứ ba bạn nhá. Đây là map đấu đơn phải. Hình như đây là map đấu đơn. Ờ, map đấu đơn bạn ơi. Đây là map đấu đơn cho nên là không xài được. À ok. Cái này map này chắc là anh trọng tài nhỉ? Chắc là anh trọng tài đi. Đấu đơn mà, đấu đơn trọng tài đi. Đó. Anh sẽ bình luận. Nhưng mà nhớ là không xài góc nhìn thứ ba nha. Nhớ là không được xài góc nhìn thứ ba nha anh em ơi. Đó. Không có dùng góc nhìn thứ ba nha các bạn nha. Nhớ nha, anh em nào chơi PE là không được xài góc nhìn thứ ba đâu, không là không ổn đâu nha. Đó. Bạn mà cứ xài góc nhìn thứ ba là không ok đâu. À ok, à thế à, ngon được, ok. Góc nhìn bị khóa ok bậy rồi, chắc đợi thêm hai bạn nữa rồi vào nhá. Ok, rồi nha. Này, anh sẽ bình luận này, anh trọng tài đây. Anh là trọng tài bình luận đó. Rồi bạn ơi, rồi đây. Map PVP hỗn loạn nào, phải nhảy xuống dưới mới đánh nhầm được, đúng rồi. Phải nhảy dưới nha. Khi mà tiêu diệt được một mạng thì sẽ được một tiền. Ơ kìa, map này hồi sinh liên tục mà chạy làm cái gì mà đổ. Map này hồi sinh liên tục thì chạy làm cái gì, trời ơi. Cứ đánh nhau loạn xạ thôi. Giết một điểm được một tiền nói. Sau đó khi mà có tiền thì có thể đổi đồ nữa. Khi mà có tiền thì có thể là lên đổi giáp kim cương này, lên đổi kiếm kim cương này đó. Nói chung là làm sao giết được càng nhiều tầm. Ok, hiện tại DK sói đang solo với cả thiên thần đã không. Cái này là ăn hàng, trời ơi. Cái này là thiên thần AFK mà. Trời ơi, DK sói đánh người AFK kìa, không thể tin được. Không fan play đánh người AFK. Trời ơi, hiện tại DK sói đang bị hội đồng. Ấy rồi, cái tội đánh người AFK này, đánh người AFK phải trả giá. Rồi bởi xong luôn, đánh người AFK phải trả giá. À, map này có cung nha, map này có cả cung nha, nhưng mà ok. Hai thanh niên này, alo anh em ơi, Linh với cả Huy tiếp. Ai à, thanh niên Linh với cả thanh niên Huy team up này, trời ơi cực kỳ nha. Thanh niên Linh với cả thanh niên Huy lại chơi team up, trời ơi. Map này là map solo đấu đơn mà chơi đồng đội này, đồng đội làm cái gì mà sao không được điểm đâu, trời ơi. Mà cung có hại nha, cung có hại nha, đánh nhau đi, team up cái gì đánh nhau đi. Trời ơi, chơi team up kìa, ảo thật đấy. Ơ, tưởng là chỉ có 10 cung. Ủa, anh tưởng là chỉ có 10 cung mà ra. Sao lấy đâu nhiều tên? Sao lấy đâu nhiều mũi tên rồi, đúng không? Anh tưởng chỉ có 10 cung rồi, hết đạn rồi gì nữa. Làm gì có nhiều đạn như thế. Bắp này chỉ có 10 mũi tên thôi, bắn là hết bạn ơi. Đấy ơi, hiện tại là đến coi bản thể số nào. Hiện tại là bản thể số Đăng mè đâu, phải thỉnh lớp mèo 5 điểm 6 điểm rồi, vâng. Thịnh lớp mèo ú đang dẫn đầu với 6 điểm. Theo sau là DK sói cả Minh Hiếu 4 điểm. Ok. Và cuối cùng là Thành Gangster 3 điểm. Còn lại mấy người kia chưa có điểm nào lại không? Không đánh sẽ có điểm được. Sống lâu càng đánh nhiều càng có tiền, càng có đồ xịn nha. Các bạn có thể lên trên này này. Đấy, khi mà có tiền có thể lên trên này mua giáp kim cương này. Đúng rồi, đánh nhau khi là cứ một mạng nhá, cứ một mạng sẽ có một tiền đấy. Mà khi mà có tiền đây có thể là shop dài hạn này, nói chung là vào cái shop này, vào shop này đấy, mua đồ đấy, nói chung là cái shop gì đó. Bạn có thể mua đồ như là mua giáp kim cương, xong rồi mua được kiếm kim cương, mua được cái gì đó chẳng hạn, nói chung là có thể mua được rất là nhiều đồ bạn ơi. Okay, các bạn cứ bỏ như thoải mái đây. Ôi, hiện tại là DK sói đang đánh Minh Hiểm. Minh Hiểm DK sói. Ấy à, ai đây? Ôi xong rồi.
Mình hiểu thua rồi, vâng, đây cơ sói hiện tại còn có 17 máu thôi. Một chém nữa nè, một chém nữa thôi kìa. Ai đó đánh đây cơ sói đi, một chém nữa kìa. Một chém nữa thôi, ai già đây rồi, trời ơi, để DK sói hồi máu rồi. Để DK sói hồi máu rồi là không ổn rồi. DK sói đang hồi máu là, à, có vẻ như là nãy DK sói kiếm được rất nhiều tiền cho nên hiện tại là mua bánh mì bạn ạ. À, DK sói chắc là nãy ăn được nhiều mạng về mua bánh mì cả mua giáp sao hết đúng rồi. Này thanh niên DK sói chắc mua giáp ở đây, mua giáp rồi nè. Chứ làm gì có chuyện cầm kiếm đánh chí mạng có 16 máu. Ờ đúng rồi các bạn ơi, DK sói chắc là mua được giáp lại này hiện tại em. Top đầu ai đây? Thành Caster 4 điểm này, Huy 4 điểm này, Thịnh Lớp Mẹ U 9 điểm. A chà chà, đây có số 7 điểm. Minh Hiếu 7 điểm, hiện tại là Thịnh Lớp Mẹ U dẫn đầu nè. Thịnh Lớp Mẹ U dẫn đầu có 6 phút nữa nè. Chúng ta sẽ chơi 6 phút nữa bạn ơi. Đó, khi nào điểm phút 20, ai cao điểm nhất sẽ là người chiến thắng. Ui, Thịnh Lớp Mẹ U đang chơi như một vị thần. Ghê ơi, sao hổ. Wow, 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 wow. Kinh quá nhờ. Vẫn chưa bị đánh bại bạn ạ. Hiện tại là Thịnh Lớp Mẹ U vẫn chưa bị đánh bại, kinh quá bạn nhờ. À chà chà, hit and run, vừa đánh vừa chạy ghê đấy. Chiến thuật kinh đấy, dình xem là đối thủ nào yếu máu đánh bạn đúng mà. Cái map này có hiển thị máu nha, cho nên là có thể biết được. Ê ơi, vâng, Thịnh Lớp Mẹ U vừa quay qua đánh Minh Hiếu. Trong lúc Minh Hiếu đang hồi máu, không kịp hồi máu thì Thịnh Lớp Mẹ U đã đánh bại. Bởi vì cái map này nhìn máu mà, đúng rồi, cứ dình dình thôi. Dình xem ông nào ít máu đánh phát được điểm luôn. Nó phải có chiến thuật nha, map này phải có chiến thuật. Không phải là cứ lao vào đánh bừa đánh bậy đâu. Nó lao vào đánh bừa đánh bậy là không có được bạn ạ. Ê ơi, DK sói còn tắm ở đây rồi, không kịp hồi máu. Vâng, DK sói không kịp hồi máu bị Thành Gaster đánh bại luôn. Làm sao mà hồi kịp còn tắm hậu ấy rồi. Ở hiện tại là hình như là Thịnh Lớp Mẹ U vẫn chưa bị đánh bại bởi ghê vậy. Ê ơi, đây ở đây rồi. Cuối cùng thì Thịnh Lớp Mẹ U cũng bị Minh Hiếu đánh bại bạn ơi. Hiện tại thì Thịnh Lớp Mẹ U có 12 điểm, Thành Gaster 6 điểm, Huy 5 điểm. Ờ, ngoài ra thì có DK sói 10 điểm, Minh Hiếu 9 điểm, Linh 2 điểm bạn ạ. Hiện tại ba vị trí dẫn đầu đang là Thịnh Lớp Mẹ U, DK sói với cả là Minh Hiếu. Đó, ba vị trí dẫn đầu bạn ơi. Ê ơi, hiện tại thì DK sói với cả Thịnh Lớp Mẹ U mang điểm này, mang điểm thôi. Thịnh đấy ơi, DK sói vừa vươn lên dẫn trước nhưng đã bị Thành Gaster đánh bại. Thịnh Lớp Mẹ U đang đuổi rất sát luôn, rất căng thật bạn ạ. Map này là chơi là phải có chiến thuật thôi nha. Phải mua đồ chuẩn nha, phải nên đầu tư xem là nên mua bánh mì hay là mua giáp, hay là mua cung, hay là mua kim, hay là mua cái gì đó bạn ạ. Chung là phải đầu tư mua cái gì phải chuẩn nha. Có tiền thì phải biết đầu tư đấy. Toàn bị cái mạng non đi gì nữa. Trời ơi, tôi gọi non rồi ơi. Người ta có chiến thuật của người ta là KS đúng không? Phải dình xem ông nào gần hết máu, lo đánh luôn đấy. Vừa không bị tốn máu mà vừa có điểm ạ. Chơi phải có chiến thuật chứ đâu phải cứ lao vào đánh bừa đánh bậy đâu đúng không? Phải có chiến thuật chứ, kiểu đá bóng phải có chiến thuật, đâu phải cầu thủ mạnh nhưng mà huấn luyện viên mà không có chiến thuật tốt thì cũng thua thôi đúng không? Phải có chiến thuật là quan trọng, như giống kiểu các bạn xem gì à? Gì mà ngày xưa các bạn xem cái phim mà kiểu như mà gì ta gọi là chiến tranh ngày xưa ấy, mấy cái phim kiểu như là quân đội binh lính các thứ ấy, phải có quan võ là để đi đánh trận, có quan văn là phải có bài binh bố trận các thứ, là thiết lập quân đội như nào ấy, đúng không? Phải có chiến thuật các thứ, điều bao nhiêu quân như nào, đánh như nào, đúng không? Đâu phải cứ lao vào khỏe đánh đâu, có ông nào khỏe nào đánh thế không được. Một ông khỏe mà bị 10 ông yếu đánh thì cũng thua rồi, đúng không? Một ông khỏe mà bị 10 ông yếu đánh thì cũng thế, cho nên là phải có chiến thuật nha. Đánh là phải có chiến thuật. Ôi, hiện tại là DK sói lên kiếm cương rồi, ơi. DK sói đã nâng cấp lên kiếm kim cương qua ghê gớm luôn. Ôi, chà. Sau một hồi không để ý thì hiện tại là DK tí rồi. DK sói đã vươn lên 20 điểm. Theo sau là Minh Hiếu 16 điểm và Thịnh Lớp Mẹ U 14 điểm các bạn ơi. Căng nhờ, và một cách nào đó thì DK sói đã đổi được kiếm kim cơ bản ở đây rồi. Nhưng mà Huy cũng không kém đâu nha, Huy cũng đang có kiếm kim cơ bản ở đây rồi. Thịnh Lớp Mẹ U cũng đang có kiếm kim cương. Bây giờ tất cả mọi người đều có kiếm cương. À, DK sói còn khoe là phun giáp kim cương. Ok, phun giáp kim cương đó mà. Chà. Đây. Hiện tại là DK sói bị Linh nè bạn ơi. Linh cầm kiếm sắt đánh DK sói có vẻ không thua rồi. Có vậy nhưng đánh như các bạn ơi. Đấy rồi, Thịnh Lớp Mẹ U đã đánh bại DK sói, kết thúc 3 chuỗi chiến thắng của DK sói bên đây. Để coi nào, hiện tại bảng tỷ số đang là Thịnh Lớp 15 điểm, DK sói 24 điểm rồi. Minh Hiếu 16 điểm, DK sói vẫn đang dẫn đầu nè, vẫn rất là căng luôn.
Còn 2 phút 30 giây nữa các bạn ơi, 2 phút 30 giây nữa cho những cơ hội cuối cùng. Hãy coi xem nào, DK sói bây giờ đang nghe nói là ôi chà chà quán gà nữa. Dầu tiếp hở, vâng, DK sói vừa ăn được rất nhiều mạng, rất là nhiều tiền luôn. Hiện tại tôi thấy có vẻ như là full đồ kim cương, còn ăn gà cũng thấy bánh bì kiểu đó nè. Ai chà chà, nhưng mà vẫn thua thôi, 2-1 thật chứ. 2-1 thì cũng vậy à, bị cả Huy lẫn Thịnh Lớp tấn công thì sao mà trụ được. Nhưng mà Thịnh Lớp tranh thủ đánh luôn cả Huy, cả DK sói thấy không. Nó phải có chiến thuật bạn ạ, phải có chiến thuật. Đâu phải cứ khỏe là thắng đâu bạn ơi, khỏe mà không có chiến thuật thì cũng chưa chắc bạn ạ. Rồi, hiện tại là Huy và DK sói chắc bạn ơi. Đi rồi bạn ơi, mình là sao bị rồi. DK sói còn vài máu rồi, đi rồi, đi rồi, DK sói sắp chết rồi bạn ơi. Ây da, DK ăn gà nha, DK sói ăn gà. Mấy bạn kia khoan gà sắp đổi đường. Ôi, ôi, có vẻ như là tất cả đã tập trung chỉ đánh bại DK sói gây chà chà. Có vẻ như là cả map bây giờ tập trung mà chỉ đánh DK sói thôi bạn ơi. À không, tranh thủ Huy đánh lén kìa. Ai là thanh niên Huy đánh lén kìa, ca ảo tên được. Cứ tưởng là chỉ đánh DK sói thôi, ai ngờ thanh niên Huy đánh lén. Ôi, đánh luôn cả Linh, ôi rồi. Tưởng hai thanh niên đồng đội thế nào, cuối cùng lại quay ra đánh nhau kìa. Ây rồi ôi, xong cuối cùng lại bị DK sói đánh rồi. Ôi đồng đội kiểu gì đây. Hiện tại là DK sói vẫn đang dẫn đầu với 27 điểm. Nó lật mặt đó thấy chưa. Đồng minh chỉ được một thời gian thôi, làm gì có đồng minh vĩnh viễn các bạn ạ. Nó chỉ được một thời gian thôi, vì lợi ích nói chung là đạp bỏ tất cả luôn, ghê không. Hiện tại DK sói đang 28 điểm, Minh Hiếu 18. Ấy ôi, Thịnh Lớp Mèo Ú 21 điểm, chỉ còn kém DK sói có 7 điểm thôi. Ôi, ôi Huy đang liên tục tấn công ghê vậy sao. Nhưng mà chỉ còn 45 giây, liệu rằng có một pha là kéo hay không đây. Ai chà chà, Huy 15 điểm, có vẻ không ổn rồi. Thịnh Lớp 21 bây giờ, ôi rồi ôi, DK sói bỏ xa Thịnh Lớp tận 10 điểm rồi. DK sói tận 32 điểm, ôi ôi, 32 điểm rồi. Có vẻ như là không ổn rồi, mình tôi nghĩ khả năng cao là trận này DK sói thắng bạn ơi. Chỉ còn có hơn 20 giây nữa thôi. Có kịp hay không đây, có kịp hay không đây. Có vẻ là rất là, các bạn là càng quá nhờ, càng quá nhờ. Ai chà 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 chà. 10 giây cuối cùng. 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Thôi, xin chúc mừng DK sói. Ôi giời ơi, DK sói đã giành chiến thắng. Đánh gì nữa, DK sói giành chiến thắng với 32 điểm, bỏ xa đối thủ phía sau là Thịnh Lớp với 9 điểm, Minh Hiếu 20 điểm ở vị trí thứ 3. Vâng, xin chúc mừng DK sói, bye bye anh em nhá.